Xin gửi lời chào của em An đến tất cả chị quý hàng thân yêu. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 26 tháng 4 và em Hoàng An vẫn làm công việc hàng ngày của mình là lên sóng giới thiệu đến anh chị những mẫu xe mới nhất vừa về siêu thị ô tô Bình Dương. Em An chúc tất cả anh chị có một tuần mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều may mắn và thành công. Hãy ưu ái em An bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt là anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Hai số hotline quen thuộc của em An luôn ghim sẵn ở màn hình video. Vì vậy mà anh chị cần mua bán, trao đổi, ký gửi xe hay tư vấn về vấn đề ngân hàng cứ alo cho em An anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Thì đây, ngày hôm nay em Hoàng An sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu phân khúc B rất hot luôn, siêu lướt. Một chiếc Kia Soluto bản Deluxe, số sàn bản đủ anh chị nhé, 2019. Và chiếc xe này chủ xe mới chạy có 16.000 km chuẩn thôi, như mới ạ, không một ngày kinh doanh dịch vụ, cực kỳ đẹp. Một mẫu phân khúc B số sàn với tầm tiền 375 triệu là anh chị sở hữu mua xe rồi, và ngân hàng có thể làm cho anh chị vay được khoảng 220 đến 240 triệu. Rất đẹp anh chị nhé. Đây là một mẫu phân khúc B có thể nói là giá mềm nhất trong phân khúc, và cũng được trang bị đầy đủ những tính năng như là những option như là ghế da, mâm đúc, thang đĩa ABS, màn hình cam lùi cảm biến, khá là đầy đủ rồi đó, rất là mới ạ. Xe này thì chủ xe cũng vào một số phụ kiện như là những cái chi tiết vẻ mưa, phim cách nhiệt đó, cũng tương đối rồi, ốp bậc lên xuống cũng đã vào rồi. 375 triệu anh chị nhé, và giá luôn luôn còn thương lượng. Em sẽ giới thiệu ngay phần đầu xe. Thì ở phần đầu xe của chiếc xe này thì sử dụng cụm đèn pha halogen đó. Alo. Ok, vừa em có khách hàng điện cho mà không biết đường đó. Không biết đường và không có dùng mạng công nghệ được, rất là khó chỉ đường. Ồ vậy đấy. Thì xin lỗi chị gián đoạn một chút thôi. Cụm đèn pha halogen dưới thì có giải LED định vị rồi, có đèn gầm sương mù, rất là đẹp đúng không? Mặt ga lăng thì đây, hình gần như là một mũi hổ đấy ạ. Và có hai đường mạng chrome khá là sáng. Kia Soluto. Em sẽ giới thiệu ngay phần khoang động cơ cho anh chị luôn. Đó. Máy 1.4 thì mức tiêu nhiên liệu nó dao động đâu đó khoảng 5 lít đến 6 lít thôi, không có nhiều đâu. Con xe này thì anh chị tầm tiền rất là mềm, anh chị có thể đi gia đình, kinh doanh dịch vụ và đời cao. Quá ok đúng không ạ? Đấy, như mới ạ. Nói chung là không có gì để bàn, em An bao chuẩn cho anh chị từ đồng hồ, khung gầm, keo chỉ. Lúc sơn zin thì cũng gần như tuyệt đối rồi. Đó, mới tinh ạ. 375 triệu anh chị nhá. Số sàn bản đủ. 2019, 16.000 km. Máy 1.4. Ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị đâu đó khoảng 220 đến 224. Và điều kiện để anh chị vay được ngân hàng là không nợ xấu anh chị nhá. Cái điều quan trọng nhất là không nợ xấu. Và mẫu xe này thì có thể làm cho chị hộ khẩu toàn quốc luôn. Đó. Rất là mới nhé, những cái lắc ly lông còn nguyên này. Đó. Quá êm đúng không ạ? Ok, đến phần thân xe đây chị. Sử dụng bộ mâm phay. Mâm phay 14. Đó. Bộ mâm khá là đẹp đúng không? Khá trẻ trung. Nguyên bản luôn, tất cả những cái chi tiết mâm này mới tinh hết đấy chị nhé. Bộ mâm đa chấu này nhìn khá là bắt mắt, mâm 14 này. Tất cả là vỏ teo xe và bên trong những cái chi tiết còn rất là mới. Đó. Rất là mới luôn. Một giải sinh nhan bao rẽ đây. Em sẽ bật cái giải sinh nhan này cho anh chị coi. Đó, một giải sinh nhan bao rẽ đây nhé. Đó, tích hợp gương chiếu hậu. Các tay cửa đây đều mạng chrome sẵn cho anh chị rồi. Các tay cửa mạng chrome. Đó. Rất là đẹp đó, rất liền lạc và đẹp luôn. 2019 đi đúng 16.000 này, quá mới rồi. Đó. 4 thang đĩa ABS đầy đủ anh chị nhé. Đó. Đó, phần đuôi sau đây. Cụm đèn hậu sau là cũng là những cái bóng halogen thôi. Đó, Kia Soluto. Trang bị 3 mắt cảm biến re, 2 đèn phản quang, camera lùi tích hợp sẵn rồi. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Hơi tiếc một chút là nếu mà chiếc xe này mà có mở cốp điện ở đây thì là tốt hơn đúng không ạ? Đó, đây chỉ mở khóa thôi. Đó. Ba biển số Đồng Nai chị nhá, đây biển số đây. Và đây là hai số hotline quen thuộc của em An. Anh chị có thể kết bạn Zalo với em An, hai số này đều được. Đây, 60A72500, một chủ từ đầu anh chị nhá. Đó, cho chị quay gầm luôn. Đó, trang bị ABS, túi khí rồi cảm biến đầy đủ hết rồi. Xe còn thơm mùi xe mới cơ. Đó, đây. Tất cả những cái chi tiết là nguyên bản, chưa tháo mở động chạm bất cứ chi tiết nào cả. Sự đẹp đúng không ạ?
zin tuyệt đối luôn. À, anh chị, những chi tiết nhựa này quá mới, gần như là một chiếc xe mới. Thật ra với một chiếc xe 2019 mà chủ xe đi 16.000 thì đúng là thực sự là quá ít rồi đúng không ạ? À, nghe lỉ zin này còn nguyên bản hết. À, đây, những cái tấm lỉ lót cốp này, anh chị thấy không? Mới tinh luôn. Đây, vỏ sơ cua chưa lăn anh chị nhá. À, quá đẹp rồi đúng không ạ? Vừa tầm tiền, anh chị đi gia đình kinh doanh là rất là ổn. Đời cao và tầm tiền chưa đến 400 thì đây chắc chắn là một mẫu số sàn giá rẻ nhất hiện nay rồi. À, phần khúc B giá rẻ nhất rồi. À, bên đây cũng vậy thôi. Các tay cửa đều mạ chrome. 4 mâm phay, mâm đúc 14. 4 thang đĩa ABS luôn. Đó. Cực kỳ zin luôn. Chiếc xe này thì đây còn khám phí đến tháng 4 2022 anh chị nhá. Đấy, miên man luôn đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì mời anh chị vào phần nội thất của mẫu xe này để cùng trải nghiệm xem với một chiếc phân khúc B với tầm tiền như này thì có đáng tiền không đúng không ạ? Và những cái tiện nghi hay những cái option có đầy đủ hay không. Ok. Rồi, một tông màu xám anh chị ạ, be xám. Các tabi là màu đen kết hợp màu xám. Ghế này ghế hai màu anh chị nhá, giữa là màu be và hai má này là màu xám. À, một thiết kế rất là đặc trưng của Kia Cerato hay là Suluto thế hệ mới đúng không ạ? Hay là Morning S, ghế hai màu và những cái vô lăng này thì cũng là vô lăng tích hợp luôn và cũng hao hao giống Cerato thôi. Vô lăng ba chấu nhá. Và vô lăng này cũng tích hợp đầy đủ những chức năng âm lượng hay là rảnh tay. Đồng hồ chuẩn 16.036 km có lịch sử hãng bên đây này. À, anh chị này, có lịch sử hãng anh chị nhá. Đấy. Ok, ở đây thì hệ thống giải trí. Hệ thống giải trí ở đây thì có một cái màn hình giải trí ở đây, tích hợp cam lùi sẵn này. Đó, chỉ đường cũng là khá đầy đủ. Điều hòa chỉnh tay. Và có một điều khác biệt ở Soluto so với những dòng xe khác, đó chính là hệ thống cửa mở kính ở các khung cửa đều kéo vào giữa này. À, đây là một điều rất là khác biệt. Có thể là mới đầu anh chị sử dụng sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng dần dần thì nó sẽ quen thôi. À, đấy. Số sàn đây như mới đúng không ạ? Cực kỳ đẹp này. Mới tinh luôn. Nói chung chiếc xe này khi mà mở ra thì nó thơm mùi xe mới anh chị ạ. Không có gì để bàn quá nhiều. Đó. Đấy, những cái chân côn, chân thắng, chân ga còn rất là đẹp đó. Ok. Đó, rất là mới, liền lạc ha. Đây thì có một cái khóa cơ thôi, còn có một khóa điện nhưng mà bên em đang cất vào trong tập hồ sơ rồi. Vô lăng bọc da nha anh chị nhá. Đó, hai túi khí an toàn. Và đây thì cũng có phủ táp lô đầy đủ hết cho anh chị rồi. Đó, sạch sẽ ha. Trên thì trần ni lông. Đèn trần. À, tích hợp một cái đèn trần thôi. Trên là trần ni lông. À, ghế da anh chị nhá, rất đẹp. Đó, thường thường thì ghế da là hay nhất tại vì nhiều xe như Accent, ghế lì về kiểu gì anh chị cũng phải vào rô đồ. Đó. Đây có bệ tí tay này. Những cái chi tiết này là mới tinh luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì có gương kính chỉnh điện thôi, không có gương cụp. Và đây thì những cái bậc lên xuống đều ốp những cái miếng inox này, chống chảy xước cho anh chị. Đó. Những cái lót sàn này còn rất là sạch này. Đó, lót sàn bên trong này. Hơi tinh luôn ạ. Xe đẹp ha. 2019 số sàn bản đủ. Đó. Và đây thì cái không gian nội thất của Soluto em nghĩ rằng là nó cũng không quá là rộng, nhưng về cơ bản thì với tầm tiền này và như này thì cũng là vừa phải rồi đúng không ạ? Cũng khá ổn luôn ạ. Không quá rộng thôi nhưng mà cũng không đến nỗi quá chật. Ok. Trần ni lông zin và tất cả những cái chi tiết cửa này nguyên bản hết anh chị nhá. Mới tinh đúng không ạ? Không tháo mở bất cứ một chi tiết nào cả. Sự đẹp. Ok. Rồi mời anh chị qua bên đây. Hai túi khí an toàn. Đấy, tất cả những cái chi tiết ốc cửa này nguyên bản này. Keo chỉ nói chung là không mất một phân keo phân chỉ nào hết ạ. Đây là một chiếc xe chất lượng, đi cực kỳ là ít, mười mấy ngàn thôi. Quá đẹp đúng không ạ? Đó. Rồi. Anh chị ơi, em An vừa gửi đến anh chị một mẫu phân khúc B siêu lướt đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. 16.000 km cho một chiếc xe 2019, quá ít đúng không ạ? 2019 số sàn bản đủ Deluxe, mang biển tỉnh và giá bán hiện tại cho mẫu xe này đang là 375 triệu, tuyệt đối không lỗ nhỏ anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng tối đa. Rồi, trên đây là mẫu xe Kia Soluto của siêu thị ô tô Bình Dương và anh chị quan tâm thì nhấc máy gọi điện cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và trải nghiệm xe. Một lần nữa thì em An cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.